thông tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, vừa qua các bác sĩ đơn vị đã phẫu thuật thành công khối u sủi lết lớn vùng dưới mi phải cho một cụ bà 98 tuổi. Theo lời kể của người thân đi cùng, ban đầu trong vài chục năm trước, đó chỉ là nốt mụn ruồi vùng dưới mi phải với tốc độ phát triển chậm, thỉnh thoảng gây ngứa. Tuy nhiên, trong 3 tháng trở lại đây, nốt mụn phát triển với tốc độ nhanh chóng, sủi lết, rỉ máu, chảy ngửa mi dưới và gây đau đớn cho bệnh nhân. Qua thăm khám lâm sàng và kết quả chọc hút tế bào, các bác sĩ chẩn đoán hướng ung thư da vùng má mi dưới, tổn thương với kích thước lớn 4x5cm, chiếm gần toàn bộ vùng mi dưới và một phần má phải của bệnh nhân. Bệnh nhân cao tuổi, gầy yếu, cân nặng chỉ 32kg, tiền sử tăng huyết áp đã đặt ra một thách thức lớn cho ekip phẫu thuật và bác sĩ gây mê. Về phẫu thuật, nguyên tắc được đặt ra đó là cắt rộng tổn thương, đảm bảo diện tích âm tính và tạo hình che phủ, tổn khuyết sau cắt u với tổn khuyết lớn chiếm gần toàn bộ mi dưới và má phải, đòi hỏi cần phải sử dụng vặt da tạo hình không gây trễ mí dưới và biến dạng cấu trúc xung quanh. Về gây mê, ở bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, cần phải duy trì huyết động trước, trong và sau khi phẫu thuật để phòng tránh các tai biến như suy thận, bệnh lý mạch vành, tai biến mạch máu não, tụt huyết áp, mê sảng hậu phẫu. Bệnh nhân cao tuổi, gầy yếu, nguy cơ hạ thân nhiệt trong và sau khi mổ cần được thực hiện theo các biện pháp theo dõi nhiệt độ và ủ ấm sát sao. Sau ca phẫu thuật cắt bỏ khối u, bệnh nhân sưng nề vừa, ít đau đớn. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thị Kim Loan, nguyên trưởng khoa da liễu, Bệnh viện Giao thông Vận tải cho biết, ung thư từ nốt ruồi thường bắt đầu từ khối u có kích thước nhỏ, không ngứa, không đau, nên người dân thường ít để ý. Tuy nhiên, trong thực tế quá trình phát triển, loại u này có thể gây viêm nhiễm, loét, hoại tử hoặc phá hủy tổ chức tại chỗ. Trường hợp gây biến chứng nặng, u này có thể ăn mất ngón tay, chân, miệng, mắt, mũi, tùy vào vị trí của khối u. Ung thư từ nốt ruồi là loại rất nguy hiểm, phát triển nhanh thường là u ác tính, di căn nhanh, gây ung thư thứ phát ở gan, xương, phổi, não, hệ thống hạch. Tuy nhiên, bệnh nhân phát hiện sớm, điều trị kịp thời ngay từ khi nốt ruồi mới sang ác tính thì tỷ lệ khỏi bệnh khá cao. Cái nốt ruồi mà gây ung thư thì thường là do các cái tia tử ngoại của ánh nắng. Chủ yếu là như thế, cho nên là thường nó hay xuất hiện ở các vùng hở. Tuy nhiên, ở các cái vùng mà không có ánh nắng cũng vẫn có, nhưng tỷ lệ nó ít hơn. Các cái nốt ruồi thông thường thì có từ nhỏ, thế nhưng mà cũng có một số các cái nốt ruồi nó xuất hiện ở khi cái lứa tuổi trưởng thành. Thế thì khi mà diễn biến bệnh của những cái nốt ruồi này thì thường nó âm thầm, nó không đau. Nó tiến triển rất là chậm trong rất là nhiều năm. Thế có thể là nó xuất hiện trên một cái rát, cái mảng sẫm da màu thôi. Nó cứ tăng sắc tố dần dần mà tăng rất là chậm, thành ra là người ta không phát hiện ra, vì cũng không đau, cũng không có cái triệu chứng gì khác lạ. Thành ra là người ta không biết từ những cái giai đoạn sớm, và chỉ đến khi nó đau, nó loét, nó chảy máu thì người ta mới đến với mình, thì đến với các bác sĩ, thì các bác sĩ phát hiện ra thì đôi khi là nó cũng là muộn. Bác sĩ Loan cũng khuyến cáo những người bệnh có các biểu hiện như các trường hợp bị nốt ruồi, u cục với đặc điểm màu sắc bất thường, không đồng nhất, ranh giới không rõ, sần gồ, sủi lết, chảy dịch, tăng kích thước nhanh, gây đau, rỉ máu thì nên thăm khám sớm để điều trị thích hợp, tránh những biến chứng nguy cơ cao có thể xảy ra. Nếu như mình đi khám sớm thì các bác sĩ đã làm các cái xét nghiệm mô bệnh học, người ta phát hiện ra từ những cái giai đoạn sớm thì giải quyết những bằng phẫu thuật cắt rộng thì cái tỷ lệ khỏi là rất là cao. Nhưng khi để muộn thì cái ung thư này nó có thể biến chứng, nó di căn đến hạch, đến xương, các vùng lân cận, rồi có thể di căn đến các cái cơ quan nội tạng, ví dụ như là phổi, cho nên là hoặc là gan nữa, thì cái mức độ nguy hiểm thì chắc chắn là không thể tránh khỏi, nó có thể dẫn đến tử vong.